Ôi trời, hôm nay nắng quá, nắng quá, nóng quá, phải đi tắm thôi. Ôi nhưng mà không có bể bơi. Đây rồi, có một bể bơi nhưng mà chưa xây. Nhờ bạn máy xúc đào cho, xây cho tớ một cái bể bơi nhá. Nào, xây cho tớ một bể bơi nha. Nào, máy xúc đây. Nhìn, máy xúc sẽ đào một cái bể bơi. Sẽ đào để xây dựng một cái bể bơi. Nào, chúng ta sẽ xây một cái bể bơi trước nhà nào. Nhìn, đầu tiên thì đầu tiên là chúng ta sẽ đào đất đã nha, để chúng ta đào đất để làm một cái bể bơi. Làm một cái hố. Được chưa? Chưa xong, đào thêm một chút nữa thôi. Nào. Cần đào một cái hố sâu để đặt bể bơi xuống. Nào. Chí chí. Rồi, có lẽ được rồi đấy. Giờ san cái chỗ đất này ra một chút. Mẹ xúc ơi, kéo cái bể bơi này xuống cho tới với. Máy xúc đã kéo bể bơi xuống rồi nha. Nào, bơi đắp đất lại. Đất ở đây. Gần gần được bể bơi rồi nha. San đất xuống. San đất xuống. Ý ơi, vào lấy ô tô đây để chữa cát. Chà, vậy là xong bể bơi rồi. Đây, nhà đây. Và chúng ta thấy nhà đây cần bể bơi nha. Bây giờ sẽ bơm nước vào bể bơi. Bơm nước vào bể bơi nào. Từ từ để bố bơm nước vào bể bơi nha. Bơm đầy nước vào bể bơi. Nhặn con, đứng dậy cả nhặn con. Cát chỗ này bẩn lắm con. Cát chỗ này lắm, rơm lắm. Ui, chà 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 chà. Chúng ta đang bơm nước vào bể bơi đấy. Bơm vào bể bơi nào. Gần đầy chưa? Còn tí nữa thôi, sắp đầy rồi. Đây là ngôi nhà của chúng ta. Chà chà. Phía trước ngôi nhà là bể bơi. Nào, đi bơi thôi. Đi bơi thôi. Nào, nhảy xuống nào. Chiu, thích quá, mát quá. Nhảy xuống nào. Bạn voi nhảy xuống nào. Chiu, thích quá. Nhảy xuống nào. Chiu, thích quá, thích quá, thích quá, thích quá. Mát quá.
Mát quá, ui mát thế nhỉ. Ui mát quá, mát quá. Nào, bơm thêm tí nước nó vào nè. Đó, ra là vặn vòi tắm hoa sen nào, cho cái vòi nào. Ui vòi mấy loại cá đang tắm vòi hoa sen đấy nha. Ui thích quá nào, tí bơm vòi hoa sen cho vòi tắm đi. Ui thích quá xin chào tạm biệt các bạn nha.